Xin chào mọi người nhé. Mai mình lấy máy dầu cho vàng về xã Liễn Sơn, thuộc Vĩnh Phúc ấy, ngay chỗ cầu Liễn Sơn ấy. Mọi người ở gần đấy thì có thể qua tham khảo nhé. Liên hệ mình để mình gửi số từ cái chỗ cầu Liễn Sơn mới dọc Đồng Tĩnh rồi ạ. Hợp lý. Lên Sơn Nam, Sơn Dương ấy. Khu đấy là dùng rất là nhiều máy cho vàng nhé. Và, mọi người cho mình xin được đăng ký kênh, chia sẻ, like giúp mình nhé. Dùng cái tạm đi một hai đường được mà. Được. Đơn giản nhưng mà rồi tính yến này nó làm quất được dòng như thế này may như này vẫn ông này lấy rồi mau chim số nó bây giờ nó dặn bây giờ còn ông lúa không rồi 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 đúng rồi đấy đấy vâng nó mua hai cái rồi không cái quả nó lắp thử tay này cái này là có ông vẫn tốt thoải mái.
ngoài ngày kia cháu cho chú lên tivi ngay mà. Một đường này thì nó bằng 5 đường cày. Vẫn là cày, cày luống. À không, lên luống thì còn khác.